Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đã luôn cố gắng học tập và rèn luyện nhằm mục đích hoàn thiện bản thân để phục vụ Tổ quốc. Bên cạnh việc học ở trường thì nhiều hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao cũng được thanh niên hưởng ứng nhiệt tình. Và những hành ý nghĩa về các hoạt động của thanh niên Việt Nam làm theo lời Bác sẽ kết thúc cuộc sống thường ngày hôm nay của chúng tôi. Những tiếng hò reo cổ vũ hăng hái như thế này dường như đã xóa tan đi cái nóng nực của những ngày hè oi bức. Ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm các bạn sinh viên của trường Đại học Việt Nam đã tập trung về khuôn viên của trường để cùng hòa chung vào không khí của ngày hội. Khỏe để học, học để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó cũng chính là chủ đề của ngày hội khỏe sinh viên Đại Nam năm nay. Khi tham gia những hoạt động như này thì chúng em được rèn luyện nhiều hơn về sức khỏe này, cách thức tổ chức này, và ngoài để hoạt động như thế này thì chúng em có được thêm cái tinh thần để học tập, sức khỏe tốt để học tập có kết quả tốt hơn. Ngoài ra phong trào của trường đi lên là giúp các bạn sinh viên có hào hứng hơn trong các hoạt động thể thao và học tập nữa. Bên cạnh những hoạt động thể dục thể thao, một chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự dàn dựng công phu cũng đã được tổ chức. Thông qua những tiết mục như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, các em sinh viên đã thể hiện sinh động tình yêu quê hương đất nước, sự hăng hái của tuổi trẻ. Không những vậy, đây còn là cơ hội tốt để các em tìm hiểu rõ hơn về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua cái hội khỏe lần này cũng là một lần nữa là khắc sâu thêm cái tình yêu quê hương đất nước, làm sao là tạo ra một cái môi trường lành mạnh để phân hóa, để rồi là làm cho học sinh sinh viên gắn kết lại với nhau và xây dựng sức khỏe, để rồi là gì, là thông qua cái sức khỏe đó để rồi học tập vì ngày mai lập nghiệp đối với học sinh sinh viên, và lâu dài hơn đó là gì, là vì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Lời dạy của Bác dường như đã trở thành phương châm sống cho các thế hệ thanh niên ngày nay. Và những hoạt động như thế này lại một lần nữa khắc sâu thêm lời dạy đó, để từ đó các đoàn viên thanh niên tiếp tục nuôi dưỡng nhiều phong trào hoạt động.